Xin chào mọi người, hiện giờ mình lên Big Mai, lần đầu tiên xuống Garden Grove. Garden Grove là một trung tâm thương mại rất là nhiều người Việt mình ở California. Thì mỗi lần mình tới đây mình hay đi ăn đồ Việt Nam, rất là thích. Đợt này cho Big Mai đi thử một cái món mà rất nổi tiếng ở Garden Grove này, đó gọi là ốc, lẩu ốc. Kính thưa các loại ốc, thì mỗi lần mình về Việt Nam mình rất thích ăn ốc nha. Nhưng mà mình lên trên Cali cũng vậy, thì có một cái tiệm này rất là nổi tiếng. Thì bây giờ mình sẽ coi thử coi đây có ốc gì. Alright, let's go.